Đây là tầng 2 này. Diện tích sử dụng là 110 mét. Hai mặt thoáng trước thoáng sau này. Một view đứng trước này. Cửa kính to rất sáng luôn này. Đây sáng tự nhiên tốt này. Hành lang rộng này. Điều hòa âm trần này. Rất là sáng luôn này. Điều hòa trung tâm. Rất là hiện đại và xịn sò luôn. Đã được trải thảm này, được sau này hệ thống điều hòa này. Đấy, rất là rộng, rộng mênh mông luôn. Sàn văn phòng được cái là nó vuông vắn nên rất là dễ kê đồ, nên bàn ghế các thứ là kê rất dễ và kê được nhiều bàn. Đây là thang máy này. Ngoài này thì sẽ phân ra đó là nhà vệ sinh này, rất là xịn và mới luôn.